Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình chia sẻ với anh em cái bữa ăn của mình. Nói chung là cái bữa ăn của mình là một cái bữa ăn rất là bình thường, nó không có gì đặc biệt hết. Tại vì bây giờ mình không có mang thực phẩm bổ sung về nhà, mình không có mang whey, không có mang BC, cũng không có mang rượu cacao về nhà, cho nên là mình tập thì mình vẫn tập bình thường. Một buổi tập mình thì nó chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ thôi. Tại vì cái năng lượng của mình nó không có nhiều đâu mà, nó không có đủ nhiều để mà đáp ứng cho những cái bài tập của mình. Với lại nó rất là mau mệt, thì mình chỉ tập 1 tiếng thôi rồi mình nghỉ, chứ mình không có kéo dài, mình không duy trì thì nó không có lợi cho cái cơ thể mình. Thì không biết anh em ăn uống thì sao, còn nếu mà anh em có thực phẩm bổ sung thì mình vẫn xài bình thường, còn như mình á, những anh em nào mà như mình mà không có thực phẩm bổ sung trong cái thời gian này thì có thể ăn uống đạm bạc giống như mình đây, nhưng mà nói chung là ngon bổ rẻ, nó có cái gì ăn cái nấy thì chất thì vẫn đầy đủ, nó không thiếu gì hết. Thì để mình cho anh em xem cái bữa ăn của mình nha. Thì mình vừa mới hồi nãy thì mình vừa mới gánh gánh chân xong, gánh đồ thì mình chỉ tập 3 bài thôi, một bài gánh nè, một bài deadlift, với lại một bài nhón, vậy thôi. Mình chỉ tập có ba cái nhóm cơ đó, ba bài ba nhóm cơ, nhiêu đó là mình cũng cảm thấy là nó cũng 1 tiếng đồng hồ là cũng vừa. Với lại mình tập nhiêu đó là mình cũng thấy nó chán rồi, nó nhanh chán lắm, bài tập của mình nó nhanh chán lắm. Thì chỉ 3 bài và tập xong thì vào ăn cơm, thì không có thực phẩm bổ sung thì vào ăn cơm. Thì cái bữa cơm của mình rất là đơn giản, mình cho anh em xem nha. Đây nha anh em, đó, đây là cái bữa cơm của mình. Thì cơm thì mình có thể ăn hai hoặc ba chén, hai hoặc ba chén. Protein của mình nó thì là mấy cái trứng, 1, 2, 3, 4, 4 cái trứng rưỡi vậy. Tại cái này nãy chắc là vợ mình ăn nửa trứng rồi, thì mình chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Đó. Còn về vitamin khoáng chất nó thì lại đây là nè, đậu bắp với lại bông su đủa nè, bông su đủa nha nè, với lại lá cách nè. Bông su đủa thì nằm bên dưới. Đậu bắp này là đồ ở nhà trồng không nha anh em. Nói chung là đậu bắp này thì cũng đồ nhà luôn, đậu bắp non và không có thuốc men gì hết. Bông su đủa thì chắc ăn là không có thuốc men rồi, nó rất là đơn giản nha anh em. Trứng thì trong cái thời gian này nếu mà mình ăn trứng nhiều thì có anh em chắc chắn là sẽ sợ là bị dư trứng, tại vì có nhiều người nói là ăn trứng nhiều. Thì mình ăn là mình sẽ ăn luôn lòng đỏ và lòng trắng, mình sẽ không bỏ gì hết. Nếu mà mình bỏ thì sẽ không có đủ. Có nhiều anh em nghĩ là chắc chắn sẽ dư cholesterol, nhưng mà anh em biết sao, đối với người bình thường thì mình ăn thì chắc chắn là mình sẽ sợ bị dư cholesterol, dư những cái chất này chất kia ở trong cái lòng đỏ trứng. Nhưng mà mình là người, mình có vận động, mình có tập gym chơi, mình có chơi môn thể thao nhẹ nhẹ thì mình chắc ăn là mình sẽ không có sợ như là người bình thường. Người bình thường thì chắc ăn là nó sẽ dư. Còn mình là người mình có chơi thể thao thì cái mức độ tiêu thụ nó sẽ nhiều hơn, cơ thể mình nó sẽ cần nạp nhiều hơn, nhiều chất hơn, thì mình sẽ không có phải lo về cái việc mà nó bị dư chất. Còn nếu mà anh em mà sợ thì mình cứ đi xét nghiệm, mà mình đi bác sĩ mình xét nghiệm trong vòng 6 tháng mình xét nghiệm một lần. Nếu mà mình ăn trứng nhiều quá thì mình, nếu mình sợ thì mình xét nghiệm nhiều. Còn mình thì mình không có cần phải xét nghiệm gì hết, tại vì bản thân mình là người lao động tay chân, làm bên ngành cơ khí và mình có tập gym chơi thể thao đó, thì mình không có sợ bị dư trứng. Nó cái đó là cái mình chia sẻ anh em. Thì có một chút muốn chia sẻ với anh em như vậy. Thì nói chung là lúc này dịch thì không biết làm video gì, mình chia sẻ những cái bình thường của mình thôi. Nó đây là cái bữa ăn hàng ngày của mình, bữa ăn bình thường. Hôm bữa có làm một cái video mà quay về gà anh em, thì gà ăn ngán thì đổ vào trứng, trứng ngán thì đổ vào gà, có hai cái đổ qua đổ lại. Thì nói chung là lúc này mình cũng ăn nó không có bài bản gì hết, ăn lung ta lung tung, đụng gì ăn nấy, thậm chí ăn cả mì gừng mì gói nữa. Thì đó là chia sẻ của mình. Thì hy vọng là một ngày nào đó sẽ hết dịch để mà anh em mình tiếp tục vào phòng gym mà mình chơi là bình thường nha. Mình cũng rất là mong cái điều đó, thì cũng đang mong chờ. Thì bây giờ mình cũng như mọi người thôi. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn anh em đã xem cái video của mình. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.